Vietsun Auto đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Mocha 360 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã có được những góc nhìn tổng quan về thị trường xe trong nước cũng như quốc tế và được trải nghiệm chiếc xe nổi tiếng Suzuki Swift tới từ thương hiệu Nhật Bản. Và trong tuần này, những tín hiệu đáng mừng từ thị trường xe khi hàng loạt thông tin ưu đãi hấp dẫn cũng như ra mắt của các mẫu xe đặc biệt. Hãy cùng với Mocha 360 điểm qua các thông tin nổi bật ngay sau đây. Ngân hàng cạnh tranh lãi suất cho vay mua ô tô cuối năm. Ưu đãi xe ô tô dần bị các đại lý cắt bớt dịp cuối năm. Việt Nam sắp vượt mặt Thái Lan, trở thành ông lớn ngành xe hơi khu vực. Ô tô điện Trung Quốc gây sốt với giá chỉ 100 triệu đồng. BMW 7 Series 2022 bất ngờ lộ diện mạo giống VinFast Lux A2.0. Hyundai Motor lỗ nặng trong quý 3 2020 do sự cố thu hồi sản phẩm. Mazda 3 thêm phiên bản đặc biệt tại Việt Nam. Đánh giá xe Hyundai Kona 1.6 Turbo. Thưa quý vị, nhiều ngân hàng đang chọn cách đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, trong đó điều chỉnh lãi suất giảm thấp với mong muốn thúc đẩy khách hàng vay mua xe ô tô cuối năm. Hiện nay, có rất nhiều hãng xe giảm giá bán, cùng với chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của chính phủ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước và ngân hàng giảm lãi suất cho vay tiêu dùng nên kích thích nhu cầu. Do đó, cứ 10 khách đến mua xe thì có tới 7 người mua trả góp thông qua vay vốn ngân hàng. Trong khi các hãng xe chạy đua tăng phí trước bạ, cú chốt kích cầu lớn nhất trong năm, các ngân hàng thương mại cũng không ngừng đẩy mạnh cho vay tiền mua ô tô. Theo tìm hiểu, trong tháng 10 năm 2020, lãi suất cho vay mua ô tô tại các ngân hàng chỉ từ 7 đến 9% một năm. Tùy theo loại hồ sơ vay, niên hạn xe, loại xe vay, hồ sơ chứng minh thu nhập, giá trị xe thế chấp. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất được thả nổi từ 9,4 đến 13%. Trong đó, nhóm 4 ông lớn ngân hàng nhà nước bao gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đang tung ra những gói vay mua ô tô hết sức ưu đãi. Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank đang áp dụng mức lãi suất 8,4% một năm cho 12 tháng đầu tiên. Sau đó điều chỉnh tăng cho các gói 24 tháng và 36 tháng đầu tiên lên áp dụng lần lượt lãi suất là 9,1% và 9,5% một năm. Trong khi đó, tại ngân hàng Vietinbank và BIDV đang áp dụng lãi suất cố định cho 12 tháng đầu tiên lần lượt ở các mức là 7,7% một năm và 8% một năm. Còn Agribank, lãi suất cho vay mua ô tô được duy trì ở mức 7,9% một năm trong 24 tháng. Khảo sát một vài ngân hàng trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, có thể thấy lãi suất cho vay mua ô tô hiện cũng rất cạnh tranh như SHB áp dụng lãi suất cho vay mua ô tô còn 6,8% một năm cho kỳ hạn 6 tháng đầu tiên, hay Liên Việt Postbank gói vay mua ô tô có thời hạn đến hết tháng 12 năm 2020 với lãi suất chỉ từ 8% một năm. Tại MSB, khách hàng vay mua xe có lãi suất ưu đãi 6,99% một năm và MB Bank là 8,5% một năm. Thực tế, việc cho vay tiêu dùng đã được các ngân hàng đẩy mạnh trong vài năm trở lại đây. Trong đó, dư nợ tín dụng cho vay mua ô tô cũng chiếm phần lớn trong tổng dư nợ cho vay cá nhân của các ngân hàng hiện nay. Ông Huỳnh Trung Minh, chuyên gia tài chính cho rằng, cho vay mua ô tô là phân khúc khách hàng luôn được các nhà băng quan tâm, bởi đây là những sản phẩm tín dụng có tài sản đảm bảo và rủi ro được phân tán. Vì thế, các ngân hàng cần tiếp tục bám thị trường, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu tài chính của khách hàng để từ đó thiết kế ra những sản phẩm phù hợp, tạo thuận lợi cho người vay. Sau nhiều tháng liên tục giảm giá khuyến mại vì nhu cầu mua xe của khách hàng giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường xe bắt đầu tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm. Hiện tại, hầu hết các mức điều chỉnh ưu đãi, giảm giá được áp dụng cho các dòng xe bình dân cỡ nhỏ trong tầm giá từ 500 đến 700 triệu đồng. Còn lại ở những phân khúc có giá bán cao hơn, sự điều chỉnh này có phần diễn ra chậm hơn. Cụ thể, một số mẫu xe như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda 3 bắt đầu thay đổi chính sách bán hàng. Nếu như trong tháng 9 và tháng 10, mẫu Vios được giảm từ 20 đến 25 triệu tiền mặt, thì hiện chỉ còn giảm từ 10 đến 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hyundai Accent cũng bị các đại lý co lại mức giảm giá từ 5 đến 7 triệu đồng, thay vì từ 10 đến 15 triệu đồng như các tháng trước. Ngoài ra, với Mazda 3, các đại lý cũng sẽ không áp dụng ưu đãi tặng bảo hiểm thân vỏ cho các khách hàng mua xe những tháng cuối năm. Một số mẫu xe mới của hãng Kia như Kia Seltos hay Kia Sorento mới ra mắt được Thaco giảm giá từ 10 đến 20 triệu đồng, nay cũng được đưa về mức giá niêm yết. Tuy vậy, một số mẫu xe ô tô có giá bán cao hơn hoặc tiêu thụ chậm hơn như Toyota Fortuner, Hyundai Elantra, Mazda 2, Mazda CX-8 hay Toyota Rush vẫn được các đại lý giữ nguyên chương trình ưu đãi và khuyến mãi.
Mặc dù vậy, các đại lý cũng cho biết những mẫu xe này sẽ khó có thể giảm giá sâu hơn nữa trong năm nay, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Thưa quý vị, hàng loạt hãng xe tuyên bố mở rộng quy mô, tăng lắp ráp tại Việt Nam đã khiến cho nhiều người hy vọng viễn cảnh Việt Nam sẽ trở thành ông lớn trong ngành sản xuất xe hơi và vượt mặt Thái Lan. Để làm được điều này, ngành công nghiệp xe cần vượt qua nhiều thách thức, thậm chí phải có chiến lược bài bản hơn các đối thủ của Thái Lan, Indonesia. Gần đây, hai ông lớn xe liên danh Việt Nam như Honda và Toyota đã tăng cường lắp ráp hai mẫu xe với doanh số cao nhất của mình ở Việt Nam. Cụ thể như Toyota quyết định nội địa hóa bản xe doanh số cao như Fortuner, trong khi đó Honda CR-V được lắp ráp bản mới ở Việt Nam. Thông tin Suzuki lên phương án sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam vừa được gây chú ý. Có thể nói, ngành ô tô Việt đã và đang có sự có mặt đầy đủ của các nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới với khu vực. Bên cạnh các nhà sản xuất, lắp ráp xe liên doanh, tư nhân lớn như Thành Công, Thaco, VinFast. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đã có chính sách hướng đến ưu đãi cho sản xuất, lắp ráp xe tốt nhất, nhờ đó giảm chi phí sản xuất, giảm giá bán xe trong bối cảnh chi phí sản xuất xe tại Việt Nam đã và đang cao hơn so với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, một thách thức khiến cho ngành xe Việt phải vượt qua là chiến lược phát triển xe hơi quốc gia. Trong khi chiến lược phát triển xe xanh của Việt Nam vẫn chỉ có vài hãng lưu tâm, Thái Lan đã xây dựng mục tiêu đến năm 2025 sẽ thành trung tâm của xe điện ASEAN. Để vượt qua và vươn lên trở thành ông kẹ của ngành xe hơi ASEAN, Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí phải có chính sách, chiến lược vượt rào mới có thể thúc đẩy ngành công nghiệp non trẻ, thúc đẩy các nỗ lực của doanh nghiệp đi đến kết quả như mong đợi. Sau khoảng 2 tháng ra mắt, mẫu xe điện Hongwa Mini EV đã ghi nhận tới 50.000 đơn đặt hàng. Đây là mức doanh số rất ấn tượng đối với mẫu xe mới. Sở dĩ Hongwa Mini EV rất được người dùng ưa chuộng là bởi vì mức giá của mẫu xe này siêu rẻ, chỉ từ 28.800 nhân dân tệ, tương đương với 100 triệu đồng. Do đó, Hongwa Mini EV sẽ là lựa chọn của người có kinh tế eo hẹp hoặc lần đầu mua xe. Được biết, Hongwa Mini EV là dòng ô tô điện cỡ nhỏ do SAIC GM Wuling, công ty liên doanh giữa tập đoàn General Motors, SAIC hay còn gọi là Shanghai Auto và Wuling Automotive của Trung Quốc sản xuất, phân phối, sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn với kích thước tổng thể 2.917mm dài, 1.493mm rộng và 1.621mm cao. Hongwa Mini EV có thể giúp các tài xế xoay sở dễ dàng trên phố xá đông đúc và dễ dàng tìm được chỗ đỗ tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Đặc biệt, thiết kế hàng ghế thứ hai trên Hongwa Mini EV cho phép người dùng có thể gập thẳng để tăng không gian chứa hành lý lên đến 740 lít. Không gian nhỏ gọn và có mức giá khá rẻ, vì vậy các chi tiết trang bị trên xe đều tối giản ở mức cơ bản. Các nút điều khiển thiết kế dạng núm xoay, chỉnh cơ, hệ thống thông tin giải trí audio, cần số cũng được thiết kế theo kiểu núm xoay. Hongwa Mini EV được trang bị một động cơ điện 27 mã lực, được nối với một gói pin 13,8 kWh nhỏ gọn. Thưa quý vị, BMW 7 Series là thế hệ mới dự kiến tung ra vào năm 2022 vừa lộ hình ảnh đồ họa, khiến cho nhiều người bất ngờ vì có một số thiết kế giống với mẫu xe Việt VinFast Lux A 2.0. Cụ thể, những hình ảnh đồ họa đầu tiên của chiếc BMW 7 Series thế hệ mới dự kiến tung ra vào năm 2022 vừa được hé lộ. Đáng chú ý, những hình ảnh này khiến nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện ra một vài thiết kế rất giống với mẫu xe Việt đình đám hiện nay là VinFast Lux A 2.0. Theo đó, một số chi tiết nổi bật trên BMW 7 Series 2022 khiến nhiều người chú ý vì giống VinFast Lux A 2.0, đó là cụm đèn chiếu sáng và đèn báo rẽ. Cụm đèn chiếu sáng ban ngày và đèn báo rẽ dạng LED trên BMW 7 Series 2022 được đặt riêng khi bộ đèn pha được đưa xuống dưới. Thiết kế này nhìn thoáng qua đã khiến nhiều khách hàng nhớ ngay đến cách thiết kế đèn hiện đại và ấn tượng trên dòng xe Việt VinFast Lux A 2.0. Tuy vậy, đây cũng chỉ là những hình ảnh đồ họa từ những người yêu thích xe BMW dựng nên từ những chi tiết có được của mẫu xe chạy thử trên đường. Vì vậy, hoàn toàn chưa có cơ sở đây sẽ là bản thiết kế chính thức và cuối cùng của BMW 7 Series thế hệ mới. Theo kế hoạch, việc sản xuất BMW 7 Series sẽ chính thức kết thúc vào năm 2022 và vì vậy, mẫu BMW 7 Series thế hệ tiếp theo này sẽ được tiết lộ đến khách hàng cùng năm hoặc bước sang năm 2023. Ở thị trường Việt Nam hiện nay, BMW 7 Series được phân phối với các phiên bản là 730Li và 740Li với nhiều gói trang bị M-Sport hoặc Luxury đi kèm. Vào ngày 26 tháng 10, Hyundai Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc cho biết hãng đã thua lỗ trong quý 3 năm 2020 do các sự cố liên quan đến thu hồi sản phẩm và quản lý chất lượng.
Lãnh đạo của Hyundai cho biết, trong 3 tháng kết thúc của tháng 9, Hyundai đã lỗ ròng là 188,8 tỷ won, tương đương với 167 triệu đô la Mỹ, so với khoản lợi nhuận ròng là 460,5 tỷ won trong cùng kỳ năm ngoái. Các lãnh đạo của Hyundai nhận định những bất ổn liên quan đến đại dịch Covid-19 sẽ vẫn là lực cản đối với các nhà sản xuất ô tô trong quý 4, cùng với việc đồng won mạnh lên so với đô la Mỹ. Theo báo cáo kết quả hàng quý, Hyundai đã trích ra 2,1 nghìn tỷ won dự phòng cho chi phí phục hồi, thu hồi động cơ lỗi và các giải pháp tăng cường quản lý chất lượng. Hyundai Motor cho biết họ sẽ tự nguyện thu hồi 77.000 mẫu xe Kona Electric trên toàn cầu được sản xuất từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 3 năm 2020 do lỗi bộ phận pin. Để phục hồi doanh số bán hàng ở Trung Quốc, công ty cho biết họ sẽ có kế hoạch tung ra 4 mẫu xe sedan hạng trung Mitsubishi Tucson SUV. Tucson SUV, một chiếc xe đa dụng tùy chỉnh và một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới vào năm tới. Hyundai cho biết họ sẽ bắt đầu các hoạt động tiếp thị để quảng bá các loại xe cao cấp với tấm bảng thương hiệu Genesis độc lập của Hyundai vào năm tới. Mới đây, Mazda tại Việt Nam đã ra mắt phiên bản Mazda 3 mới. Đây không phải là một bản nâng cấp trang bị, mà là bản đặc biệt để kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu. Bản kỷ niệm của Mazda 3 thực chất được phát triển từ bản cao cấp nhất của mẫu xe này là 2.0 lít Signature Premium. Xe chỉ có màu sơn đỏ và có đủ hai kiểu dáng hatchback và sedan. So với bản thông thường thì bản đặc biệt có một vài thay đổi nhỏ, bên hông xe và 4 ốp vành xe gắn huy hiệu 100 năm Mazda. Bản Sport dùng vành màu đen, còn bản sedan có vành màu ghi xám, đều có kích thước 18 inch. Điểm nhấn nội thất là một bộ ghế da màu đỏ với tựa đầu dập logo 100 năm Mazda, bảng điều khiển và ốp cánh cửa ốp da màu trắng, một vài chi tiết nhỏ trong xe được ốp mạ chrome. So với bản thông thường thì bản đặc biệt có một vài thay đổi nhỏ, bên hông xe và 4 ốp vành xe gắn huy hiệu 100 năm Mazda. Hiện xe đã có mặt tại các đại lý. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, bản kỷ niệm 100 năm chỉ sản xuất giới hạn được 40 chiếc trên toàn quốc. Được thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Việt Săn đã trải qua 10 năm hình thành và phát triển với hai cơ sở lớn, rộng hơn 1.600m², được thiết kế theo tiêu chuẩn dịch vụ hoàn hảo cùng mô hình khép kín. Cơ sở 1 có quy mô 300m², tọa lạc tại số 81 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cơ sở 2 có quy mô 1.300m², tọa lạc tại số 428 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Không chỉ riêng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng mà Vietsan Auto còn cung cấp đa dạng các dịch vụ cứu hộ 24/7 với các gói dịch vụ cứu hộ chính gồm tư vấn sửa chữa tận nơi khi xe có lỗi kỹ thuật, sử dụng thiết bị cẩu, kéo xe, hỗ trợ xe gặp sự cố đưa về gara. Khách hàng sở hữu thẻ thành viên Vietsan Auto được miễn phí cứu hộ xe trong nội thành Hà Nội qua hotline 1900 8037. Vietsan Auto, bình an vạn dặm, kết nối thành công. Hyundai Kona là mẫu SUV đô thị nhận được rất nhiều sự quan tâm trong phân khúc. Mặc dù chưa thuộc phân khúc cao cấp trong những trang bị tiện nghi, trên Kona có thể thấy Hyundai đang rất chú ý tới sự an toàn cũng như cảm nhận từ người dùng khi trang bị hàng loạt hệ thống an toàn hiện đại cho chiếc xe. Hyundai Kona đang là chiếc xe được kỳ vọng sẽ làm nên những thành công tại thị trường Việt Nam sau sự thành công của Hyundai Grand i10 hay Hyundai Accent. Trong phần cuối của bản tin Thế giới xe ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với video đánh giá Hyundai Kona 1.6 Turbo. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị khách mời. Vị khách mời này có cái doanh số cộng dồn của năm 2018 là hơn 2.000 xe. Và trong tháng 12 vừa qua thì đạt hơn 800 xe. Đâu đó khoảng hơn 850 xe thì phải. Vâng, một con số rất đáng để mơ ước cho tất cả những cái dòng xe cùng phân khúc phải không ạ? Vậy, mẫu xe này có những gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay bây giờ. Ở phần đầu xe, như quý vị và các bạn có thể thấy, cái ngôn ngữ thiết kế mới, cái kiểu thiết kế mới của những mẫu xe hiện nay đó chính là cái phần đèn LED và cái cụm đèn pha đã được tách biệt ra. Theo như Duy nhìn ở đây thì nếu mà chúng ta nhìn lướt qua, chúng ta sẽ thấy là nó có cái gì đó nó đặc biệt, nó khác lạ một chút. Và đây cũng là cái xu hướng thiết kế của năm nay. Rất nhiều mẫu xe, ví dụ như là chiếc Xpander này, chiếc Kona này, rồi Santa Fe mới cũng có cái kiểu thiết kế như này. Và đặc biệt là cái phần đầu xe của chiếc Hyundai Kona này cho chúng ta một cái cảm giác nó trẻ trung, nó cá tính. Chúng ta sẽ cùng đi vào cái chi tiết tiếp theo, đó chính là cái cụm lưới tản nhiệt ạ. Cái cụm lưới tản nhiệt mới này thì cũng được Hyundai thiết kế nó mềm mại hơn một chút so với cả những mẫu xe trước đây. Để Duy thử kiểm tra xem nào. Vâng,
cái phần hoàn thiện cái chi tiết nhựa rất tốt. Phần ba đợt sốc trước này được làm kéo dài từ dưới lên đến tận bên trên, phủ đến tận mép nắp capo luôn ạ. Cái phần này để làm gì? Cái phần này là một cái yếu tố mang đến cái sự an toàn cho những người đi xe đạp hay người đi bộ. Vâng, chúng ta có lẽ sẽ nói tới tiếp cái phần đèn pha này đi. Phần đèn pha của Hyundai Kona thì được chuyển xuống bên dưới như quý vị đang thấy ở đây. Và nếu như mà chúng ta đi những cái thời tiết như là bây giờ đang Hà Nội đây, mưa, bùn bẩn nhiều, thì cái việc bùn bẩn bắn lên đây sẽ làm bẩn, sẽ làm mờ cái phần chóa đèn này đi. Và đương nhiên là nếu mà buổi tối thì chúng ta sẽ bị cản trở cái phần ánh sáng từ đèn chiếu ra. Hiện tại thì chiếc mẫu xe này thì với cái thiết kế này thì không có cái phần rửa đèn pha ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái khối động cơ này đi. Phiên bản mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay là phiên bản 1.6 turbo. Đây, khối động cơ 1.6 turbo về cái công nghệ là TGDI. Phần hông xe thì Hyundai Kona có một cái kiểu dáng khá thuôn về phía sau, có rất nhiều những cái chi tiết. Thật sự thì nếu mà chúng ta nhìn ngang cái phần hông này ấy, thì có lẽ là quý vị các bạn sẽ có cái cảm nhận là hơi rối mắt và hơi nhiều chi tiết một chút. Tiếp theo thì cái phần la răng 18 inch này của Hyundai Kona thì được thiết kế khá đẹp và có phần thể thao, với hai cái màu được phối với nhau là màu xám và màu màu này là như kiểu cái màu nhôm phay xước ấy quý vị các bạn ạ. Không, sờ vào thì nó là sơn mịn. Lốp của xe thì cũng chỉ được trang bị lốp Hankook mà thôi. Có lẽ cái điểm mà Duy muốn nói nhiều nhất đó chính là cái cụm gương chiếu hậu. Cái cụm gương chiếu hậu này được thiết kế đẹp, nhưng mà có cái phần xi nhan, cái phần đèn xi nhan, đèn led xi nhan được làm hơi nhỏ. Đây quý vị các bạn thấy, nó hơi nhỏ quá. Nếu như mà cái phần đèn xi nhan này được kéo dài và làm to hơn một chút thì chắc chắn là cái hiệu quả khi mà chúng ta tham gia giao thông sẽ cao hơn. Và Hyundai Kona thì cũng được trang bị cảnh báo điểm mù ở trên gương. Đây ạ. Khi mà Duy có cầm lái để di chuyển thì mỗi lần Duy xi nhan thì ngay lập tức là cái tiếng, nếu mà có cái xe ở phía sau, phía gần mình hơn thì sẽ có tiếng kêu để báo hiệu cho chúng ta. Tiến xuống cái phần đuôi của chiếc Hyundai Kona này thì có lẽ là những cái điểm thiết kế, những cái trang bị sẽ khiến cho chúng ta phần nào đó cảm nhận được cái sự hơi rối một chút. Rất nhiều những chi tiết. Phần đèn cũng được chia tách ra làm hai mảng, hai khối khác nhau. Ngay đến cái phần ba đợt sốc ở phía dưới thì quý vị các bạn có thể thấy là được phối tới ba màu khác nhau. Và cũng được trang bị bốn cảm biến ở phía sau kèm với cả camera lùi. Đối với mẫu Kona này thì các cái nhà thiết kế cũng có một cái điểm rất là tinh ý ở đây. Cái phần ống xả được giấu khá kỹ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với không gian để đồ của Hyundai Kona. Đối với cái không gian để đồ này thì chúng ta cũng sẽ có thể để khá nhiều những cái đồ vật. Ví dụ như là sẽ để được cỡ khoảng 3 cái vali cỡ cabin và 1 đến 2 cái phần ba lô nữa. Ngay khi đóng cái cánh cửa của Hyundai Kona thì Duy phải dành một lời khen ngay lập tức với cả chiếc xe này. Bởi vì từ trước nay chúng ta thường có một cái suy nghĩ là đối với những mẫu xe Hàn thì có những cái trang bị về mặt vật liệu không được tốt. Nhưng mà rõ ràng là Hyundai Kona được làm rất tốt cái điều này. Từ cái phần thân vỏ bên ngoài dày dặn này cho đến những cái mảng ốp nhựa ở bên trong cũng vậy. Cửa rất là chắc chắn. Đây, cái tiếng phập một cái nó rất là rõ ràng. Khi mà ngồi vào cái vị trí ghế lái này thì lại một lần nữa chúng ta lại phải dành cho Hyundai Kona thêm một lời khen. Khi so sánh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc, mẫu xe đó thì có cái phần thiết kế nội thất chưa được thực sự gây ấn tượng như là mẫu Hyundai Kona. Mặc dù Ford EcoSport cũng có cái thiết kế màn hình dựng đứng so với cả cái phần bảng táp lô, nhưng mà cái phần thiết kế của Hyundai Kona tạo cho cái khối này nó có cái sự dày dặn và bắt mắt hơn. Đây, quý vị các bạn thấy này, làm rất là chắc chắn. Ta có thể cầm giật này mà không làm sao cả. Tất cả các cái mảng vật liệu cũng vậy. Ở phần trên đây là được trang bị vật liệu nhựa cứng, còn ở đây là nhựa mềm với cái họa tiết là hình dạng tổ ong. Kèm theo cái tổng thể nội thất ở bên trong xe sử dụng một cái tông màu tối, da cũng tối màu, tạo chúng ta sự sang trọng hơn so với các đối thủ. Quay lại với cái vị trí vô lăng thì Duy cũng một lần nữa muốn dành lời khen
cho cái vô lăng của Hyundai Kona này. Mặc dù là chúng ta sẽ trải nghiệm cái phần cảm giác vận hành ở phía sau, nhưng mà thiết kế của cái vô lăng này khá là vừa vặn, đặc biệt là với phụ nữ. Nếu mà những cái mẫu xe nhỏ này thì phụ nữ sử dụng thì cái vô lăng này được đánh giá khá cao đấy, bởi cái cách cầm nắm các cái chi tiết được làm cũng rất là chỉn chu. Ở trên vô lăng thì nhìn nó sẽ không quá là có những cái điểm thể thao đâu, mọi thứ nó chỉ ở mức vừa phải thôi. Ở hai bên đây thì cũng được tích hợp rất nhiều những cái phím chức năng. Bên đây là tăng giảm âm lượng này, điều khiển cái màn hình ở chính giữa. Rồi bên đây là Cruise Control, rồi điều khiển cái thông tin giải trí cũng như là cái cài đặt setup ở bên trong màn hình ở phía sau vô lăng. Cái đồng hồ của Hyundai Kona ở phía sau vô lăng cũng được thiết kế rõ ràng, mạch lạc và có cái đèn nền màu xanh, nhìn cũng rất là dễ chịu. Và đương nhiên thì xe cũng được trang bị nút khởi động Start Stop rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần cụm điều hòa của Hyundai Kona. Ở hai bên vị trí ghế lái và ghế phụ thì được trang bị cửa gió điều hòa dạng tròn, nhưng mà ở chính giữa lại được trang bị cái hệ thống điều hòa, hai cái cửa gió điều hòa được làm nối liền vào nhau, tạo ra một cái mặt tổng thể khá là liền mạch. Dưới phần cửa gió điều hòa thì chúng ta có hai cái núm xoay, một bên là điều khiển nhiệt độ, còn một bên là điều khiển tốc độ gió ở trong xe. Vậy là xe chỉ có trang bị điều hòa một vùng mà thôi. Ở phía dưới đây thì chúng ta cũng sẽ có hai cái phần hiển thị đèn cảnh báo thắt dây an toàn cho tất cả các vị trí ở trên xe, cũng là một cái điểm rất hay. Ở phía dưới đây thì chúng ta có một cái hộc để đồ khá sâu, chúng ta có thể để những điện thoại to hay những cái đồ vật ví dụ như là ví thì cũng rất là thoải mái. Hyundai cũng rất là hào phóng khi trang bị cho Kona hệ thống sạc không dây chuẩn chi, kèm theo khá nhiều cổng sạc ở trên xe. Ví dụ đây là cổng sạc USB này, đó, quý vị các bạn có thể thấy ở đây. Rồi bên này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có một cổng sạc tẩu 12V. Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo thì được trang bị hộp số DCT 7 cấp. Lát nữa thì mời quý vị các bạn sẽ cùng Duy trải nghiệm. Ở bên cạnh cần số thì chúng ta có cái phím bấm hỗ trợ đổ đèo xuống dốc và tắt bật cái hệ thống cảm biến xung quanh xe. Trước có 4 cái và sau có 4 cái. Đối với Hyundai Kona, một mẫu xe nhỏ thì chúng ta cũng sẽ không có những cái vị trí để chai nước cỡ to, ví dụ như những chai 1,5 lít. Ở cánh cửa thì chúng ta có một, mỗi bên sẽ có một vị trí để, còn ở giữa chúng ta sẽ có hai. Bệ tì tay, dưới bệ tì tay thì cái hộc để đồ nó cũng vừa vừa thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Và bệ tì tay thì không thể trượt lên trượt xuống được. Chiếc Honda HR-V thì có thể trượt được này, chiếc EcoSport cũng có thể trượt được. Tiếp theo thì Duy muốn nói tới cái chất liệu da ở trên ghế của Hyundai Kona. Ở phần vị trí ghế lái, ghế phụ và cả ghế sau thì chỉ được sử dụng duy nhất một loại da, đó là màu này là màu ghi xám. Màu ghi xám với rất nhiều những cái lỗ ở trên bề mặt sẽ giúp chúng ta ngồi nó thoáng khí hơn, không bị bí ở phần mông cũng như phần lưng. Nhưng mà thật sự thì khi mà Duy sờ và Duy cảm nhận trực tiếp thì cái chất liệu da của Hyundai Kona chỉ ở mức vừa phải đủ dùng mà thôi, không cho chúng ta cái cảm giác thích tay. Đấy, các bạn thấy không? Hyundai Kona, một mẫu xe Hàn Quốc mà có cái tiếng đóng cửa cũng chắc và mạnh phết đấy chứ, rất rất khoát. Nếu như chúng ta ngồi vào vị trí của hàng ghế thứ hai của mẫu xe Hyundai Kona này thì có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được một cái không gian nó không mấy được thoáng đãng lắm đâu ạ. Và đặc biệt là cái phần cửa sổ trời ở bên trên chỉ được làm cửa sổ trời nhỏ mà thôi, không được kéo dài ra vị trí phía sau. Nếu như mà cái cửa sổ của Hyundai Kona được kéo dài ra đến tận cái hết cái vị trí của hàng ghế thứ hai này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái không gian rất là thoáng đáng. Ngoài ra thì cái phần lưng ghế của hàng ghế thứ hai ngồi rất là thoải mái, có cái độ dốc vừa phải, không phải là quá đứng mà cũng không quá ngả. Cái phần nệm ghế của hàng ghế thứ hai, Duy muốn dành cho Hyundai Kona một điểm cộng khi cái phần nệm ghế này được làm khá to và dài, cũng nó có cái phần đỡ cũng gần tới cái phần đầu gối này, giúp chúng ta ngồi rất là thoải mái ở đây. Nếu như mà chúng ta là những người mà có cái chiều cao cỡ khoảng 1m7 đổ xuống thì ngồi đây ok, không vấn đề gì. Nhưng mà những người cao trên 1m7 thì Duy nghĩ là cái phần để chân này là hơi hẹp và hơi ngắn. Ở đây chúng ta có cái phần ụ nhô lên khá cao. Có lẽ là ở trên những cái phiên bản khác ở bên nước ngoài thì Hyundai Kona sẽ có cái phiên bản dẫn động cầu sau hoặc là dẫn động 4 bánh, thế cho nên là có một cái ụ nhô lên để dẫn cái trục các đăng. Còn khi về Việt Nam thì chỉ được dẫn động cầu trước mà thôi. Ở đây thì có cái ụ nhô lên thì ngồi ở vị trí giữa này xem nào. Vị trí giữa này thì vì có cái bệ tì tay cho nên là cảm nhận phần lưng là hơi cứng.
Nếu như ngồi vị trí ba người lớn ở hàng ghế sau của Hyundai Kona thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy cái sự khó chịu và cũng không thể di chuyển ở trên những cái quãng đường quá dài được. Chân thì chúng ta có thể để lên đây hoặc là để xuống dưới, nhưng mà để trên đây thì Duy nghĩ là sẽ chỉ để được một khoảng thời gian nhất định, ngắn ngắn mà thôi. Bệ tì tay, hai khay để cốc và cũng có ba cái vị trí để tựa đầu. Ở phần trần của Hyundai Kona thì cũng được trang bị một cái lớp nỉ thôi, được làm với cái màu ghi, cho nên là khi mà sử dụng một cái thời gian dài lâu thì sẽ cũng không bị dây bẩn nhiều chúng ta, khiến chúng ta phải khó chịu. Ngay bây giờ thì mời mọi người cùng Bảo Duy trải nghiệm Hyundai Kona. Đối với mẫu xe này thì nhà sản xuất có trang bị cho chúng ta tới 3 chế độ lái, là chế độ Comfort, chế độ Eco và chế độ Sport. Ở cái phiên bản 1.6 Turbo này thì sở hữu cái khối động cơ 1.6 TGDI, có cái công suất là 177 mã lực và 265 Nm, cùng cái giải vòng tua khá rộng là từ 1.400 tới 4.500. Hứa hẹn rằng sẽ cho chúng ta một cái cảm giác vận hành khá là phấn khích, cũng như là cái sự bứt phá mạnh mẽ nếu như chúng ta cần thiết. Trước tiên thì mời các bạn cùng trải nghiệm ở cái giải vận tốc đi trong phố, tức là giải vận tốc từ khoảng 60 hoặc 50 km/h trở xuống. Để nói về cái sự kiểm soát thì Duy muốn dành một cái lời khen dành cho Kona, bởi cái thân hình nhỏ nhắn này có cái chiều cao vừa phải cũng như chiều rộng vừa phải, cùng cái khoảng sáng gầm là 178mm, thì Hyundai Kona sẽ thuyết phục chúng ta ở mọi cung đường, kể cả khi mà chúng ta muốn leo lề để đỗ, khi mà chúng ta về nhà hay đi đâu đó thì cũng thoải mái. Khi mà đi trong phố, đặc biệt là đi qua các cái gờ giảm tốc hay là các cái ổ gà, thì Duy nhận thấy rõ cái phần hệ thống treo cũng như là cái khung gầm của Kona cực kỳ chắc chắn nếu mà để so với các đối thủ trong cuộc vượt khúc. Ngoài ra thì tầm quan sát của Kona cũng là một điểm cộng, khi có cái phần kính phía trước rộng, vuông, không phải quá dốc và được kéo khá dài lên trên phần nóc xe này, giúp chúng ta nhìn nó rất là thoáng đãng. Đối với cả mẫu xe Kona mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay, cái phần vô lăng tay lái đã có cái sự chính xác và cái phản hồi tốt hơn nhiều tới cái tay của người cầm lái. Chúng ta sẽ không còn cái cảm giác mơ hồ, việc đánh lái nó bị mất nhiều lái hay là nó thiếu chính xác khi mà chúng ta vào các cái đoạn cua cũng như là tránh né tránh xe ở trên đường. Sau khi chuyển chế độ Sport đạp tốc ga thì Duy có một vài điểm muốn chia sẻ với quý vị và các bạn ngay. Đó chính là cái tính thể thao của Kona. Vâng, cái động cơ 1.6 turbo đã hoạt động rất tốt khi chúng ta vận hành xe ở chế độ Sport, cho chúng ta cái cảm giác tăng tốc thực sự là rất đáng để chúng ta trải nghiệm ở trên mẫu xe này. Một mẫu xe nhỏ đi trong phố nhưng khi cần cảm giác thể thao hay khi cần vận hành mạnh mẽ, tạo ra nhiều cảm xúc hơn thì không có lẽ gì mà chúng ta không chuyển sang chế độ Sport cả. Vâng, khi chạy tốc độ cao thì Kona có cái phần tay lái khá chính xác, khác rất nhiều với cả những cái mẫu xe Hàn Quốc trước đây mà Duy từng trải nghiệm. Có một điểm nho nhỏ mà Duy cảm thấy thực sự là chưa hài lòng với cả Hyundai Kona, đó chính là cái cảm giác khi mà chúng ta đặt chân vào bàn đạp phanh cũng như là bàn đạp ga thì cái cảm giác nó vẫn còn hơi nhẹ và nó chưa tạo cho chúng ta cái sự gắn kết giữa cái người lái và cái bàn đạp. Những cái cú nhấp ga rồi những cái cú đạp phanh nó chưa thực sự ăn khớp với nhau. Nếu như cái phần thiết kế ngoại thất không dành cho Duy quá nhiều ấn tượng bởi những chi tiết thiết kế có phần rườm rà, thì ngược lại phần nội thất và phần trải nghiệm vận hành rất thuyết phục Duy. Hyundai Kona được bán với cái giá theo như là nhà sản xuất niêm yết là 725 triệu đối với phiên bản 1.6 turbo này. Một mức giá phải nói là khá dễ chịu ở trong phân khúc. Những trải nghiệm vừa rồi từ chiếc xe Hyundai Kona 1.6 Turbo cũng đã khép lại chương trình Moka 360 ngày hôm nay. Hy vọng rằng những nội dung có trong chương trình đã giúp quý vị có thêm những thông tin cần thiết về thị trường xe. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin bổ ích. Nếu quý vị cần tư vấn hay gặp sự cố khi lưu thông trên đường, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ phản ứng nhanh của Vietsan Auto. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.